Xin kính chào quý vị khán giả của O2 TV. Chương trình Huyết áp mỡ máu kẻ thù giấu mặt ngày hôm nay xin được đề cập tới một yếu tố nguy cơ cao đối với các bệnh nhân tăng huyết áp, đó là thuốc lá. Vâng, tham gia trao đổi với chúng ta về chủ đề ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đạt Nguyên từ khoa nội của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Xin chào và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, thưa bác sĩ, là hút thuốc lá ngoài việc nó là nguyên nhân phổ biến gây ra các bệnh về hô hấp thì nó còn được coi là một cái yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh tăng huyết áp. Vậy bác sĩ có thể giải thích một cách cụ thể hơn cái cơ chế làm thế nào mà khói thuốc, thuốc lá lại có thể gây ra các bệnh về tăng huyết áp ạ? Thuốc lá đúng là một cái, có thể nói đấy là một cái loại chất độc mà được nhiều người trên hành tinh này sử dụng nhất. Thuốc lá không chỉ gây tác động trực tiếp đến cái cơ quan hô hấp là cái nơi mà khói thuốc lá trực tiếp tác động vào, mà tác động lên toàn thân, cho nó đặc biệt đến hệ thống tim mạch. Trước hết, nicotine là một loại chất độc mà có trong khói thuốc lá. Nó một cái liều lượng đủ lớn, nó có thể gây chết cả một con ngựa chứ không đơn thuần là con người. Vì thế cho nên khi hút thuốc lá, người ta đã tự đầu độc mình hàng ngày, hàng giờ với cái chất độc này. Ngoài ra trong khói thuốc lá còn rất nhiều những cái yếu tố độc hại khác mà là những nguyên nhân gây nên ung thư. Và cái ung thư đó không phải chỉ đơn thuần ở phổi, có thể ở tất cả các con nội tạng khác. Ngoài ra khi mà trò trong máu thì cái thuốc lá nó kích thích gây tăng cái sự chuyển hóa và làm rối loạn cái chuyển hóa về mỡ, đặc biệt là những cái yếu tố mỡ có lợi, thí dụ như là LDH và ấy, thì nó sẽ giảm đi rất nhanh, và cái HDL là các thứ tăng lên, và đồng thời đặc biệt là cái nhóm gọi là cái triglyceride máu ấy, làm cái loại chất mỡ ở trong máu mà tăng lên rất nhiều và gây rất nhiều các biến chứng, đồng thời nó tạo ra những cái mảng xơ vữa ở các mạch máu gây cao huyết áp. Người ta cũng chưa kể đến chuyện thuốc lá làm tăng cái độ kết dính của hồng cầu và tiểu cầu, gây dễ gây nên cái huyết khối và tắc mạch, gây nên cái mảng xơ vữa. Và sau cùng thì người ta nói chính vì những cái mảng xơ vữa và kết dính đó làm cái thành của động mạch, đặc biệt là động mạch chủ nơi chịu áp lực lớn của huyết áp, nó bị bám dính, yếu đi và dễ gây những cái biến chứng như phình động mạch chủ. Và đấy là cái nguy cơ và những nguy hiểm về lâu dài của những người hút thuốc lá bị cao huyết áp. Vâng, như vậy thì đối với những người hút thuốc lá trong khoảng bao nhiêu năm trở đi thì có thể là những nguy cơ này nó sẽ hiện hữu rõ ràng hơn. Vấn đề hút thuốc lá bao nhiêu lâu có thể gây nên các cái biến chứng này thì quả thực đấy là một cái vấn đề mà nó tùy theo cơ địa của từng người. Thì thực ra người ta nói khi bắt đầu hút thuốc lá chẳng hạn thì các cái chất như nicotine và những cái kích thích trong cơ thể, đấy, kích thích cơ thể tiết ra một loạt các cái loại nội tiết tố đặc biệt. Vì nên trong thời kỳ đầu khi hút bắt đầu hút thuốc lá thì khi hút thuốc lá người ta sẽ cảm thấy hưng phấn và dễ chịu. Thế nhưng mà càng về sau ấy, thì tất nhiên là khi kích thích mãi thì cái ngưỡng kích thích nó phải cứ tăng dần lên thì nó mới đạt được cái ngưỡng mà người ta mong muốn. Vì nên người ta cứ cố gắng tăng dần cái liều thuốc hút lên. Và chính vì vậy nên là cái khối lượng thuốc lá hút ngày càng tăng, không kiềm chế, không kiểm soát được. Và những cái đó nó mới gây nên cái biến chứng gây ra. Chứ còn thì nếu như nói là hút thuốc lá bao nhiêu thì có hại, nhiều có hại, ít có hại, nhanh có hại hay là lâu có hại thì quả thật là cái đó nó tùy theo từng cơ địa. Vâng, vừa rồi thì bác sĩ cũng đã phân tích rất là rõ ràng cái mối liên hệ giữa thuốc lá đối với bệnh tăng huyết áp. Trước khi tiếp tục chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip tổng hợp của chúng tôi về khói thuốc và các bệnh lý tim mạch trong đó có tăng huyết áp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bằng các cơ chế đa dạng, hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến các bệnh tim mạch. Trước tiên, biểu hiện chứng xơ vữa động mạch, làm tăng sự kết dính tế bào máu, tăng chứng loạn nhịp tim, giảm sự luân chuyển oxy. Người hút thuốc gặp phải nguy cơ này nhiều hơn người không hút thuốc. Trong số các bệnh về tim mạch, người hút thuốc có nguy cơ cao nhất mắc các bệnh cao huyết áp, bệnh về tim do suy yếu mạch vành, đau ngực, loạn nhịp tim và đau tim. Các nghiên cứu cũng cho thấy mức độ ảnh hưởng đến tim mạch cũng tăng theo mức độ hút thuốc lá, tức là hút càng nhiều càng lâu, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch càng cao. Trong vòng vài phút hút thuốc, nhịp tim bắt đầu tăng. Nhịp tim có thể tăng tới 30% và trở lại bình thường trong 10 phút hút thuốc. Để phản ứng lại kích thích này, mạch máu co bóp lại, buộc tim phải hoạt động nhiều hơn để luân chuyển oxy. Việc hút thuốc lặp lại không chỉ làm tăng huyết áp mà còn biến đổi huyết áp. Chỉ riêng hút thuốc lá cũng là một yếu tố nguy cơ độc lập quan trọng gây ra các bệnh lý tim mạch. Nhưng khi hút thuốc lá ở những người có kèm theo các nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì hoặc người có yếu tố gia đình bị bệnh tim mạch thì tác hại của thuốc lá sẽ tăng lên rất nhiều lần chứ không chỉ đơn thuần là tác dụng cộng.
Thưa bác sĩ, trong cái đoạn clip vừa rồi thì có nhắc tới một cái vấn đề, đó là hút thuốc lá ở những người có những cái yếu tố nguy cơ gây ra tăng huyết áp khác, như là những người bị đái tháo đường hay là những người bị mỡ máu cao hay là béo phì. Đối với những người như này thì cái tác hại của thuốc lá nó sẽ cao hơn gấp rất nhiều lần so với những người bình thường khác, đúng không ạ? Vâng, cái đấy đúng đấy. Là vì đấy là một trong những yếu tố nguy cơ trong cái bệnh cao huyết áp. Và hút thuốc lá cũng là một trong những yếu tố nguy cơ. Thế nhưng mà khi cộng với các yếu tố nguy cơ khác thì người ta không phải chỉ cộng những yếu tố nguy cơ đó lại với nhau, mà nó là nhân lên gấp bội. Bởi vì riêng bản thân cái hút thuốc lá chẳng hạn, vừa rồi chúng ta đã nói, đó là gây nên cái rối loạn chuyển hóa mỡ. Thí dụ như là nó làm tăng các cái mỡ có hại và làm giảm cái mỡ có lợi, và tăng triglyceride trong máu, cholesterol trong máu tăng cao và gây xơ vữa. Thế những người đã béo phì, đã rối loạn mỡ máu rồi, khi bị thêm những yếu tố này thì tất nhiên cái tiến triển của bệnh đấy nó sẽ nặng lên rất nhiều, và như vậy thì cái tác hại của nó không chỉ dừng lại ở mức độ yếu tố nguy cơ như trước, mà nó cộng lên rất nhiều lần do các nguyên nhân được cộng thêm vào. Chính vì vậy cho nên là những người cao huyết áp và đã hút thuốc lá thì các cái yếu tố nguy cơ khác càng tránh được càng tốt, và hạn chế tối đa các yếu tố nguy cơ này để hạn chế tác dụng có hại của nó. Vâng, ngoài những cái đối tượng mà hút thuốc lá chủ động thì bây giờ có rất nhiều người là hút thuốc lá một cách thụ động, tức là hít phải khói thuốc của những người hút thuốc khác. Vậy thì cái việc hút thuốc lá thụ động đến nó có ảnh hưởng tới cái bệnh tăng huyết áp như thế nào? Những người hút thuốc lá thụ động cũng có hại như là người hút thuốc lá chủ động. Nhất là trong cái môi trường thuốc lá mà dày đặc chẳng hạn, có quá nhiều người hút trong không gian quá chật hẹp. Thì trong một gia đình, trong một căn phòng nhỏ mà bố mẹ cùng hút thuốc lá chẳng hạn, thì con cái bị ảnh hưởng rất nặng và cũng không khác gì đứa trẻ bị hút. Chưa kể là tạo thành cái thói quen xấu để đứa trẻ rất dễ bắt chước và hút thuốc lá theo. Cho nên là bây giờ thì trên thế giới người ta đánh giá cái hút thuốc lá thụ động tác hại nó không kém như thụ động, mà người ta còn có là nguy cơ còn cao hơn nhiều. Và người thế đã đề ra phương pháp và biện pháp là chống thuốc lá, không chỉ ở trong gia đình, không chỉ ở trong những cái phòng kín, mà kể cả công viên, ngoài trời, nơi công cộng là vì như vậy. Như vậy là những cái trẻ em mà hút thuốc lá thụ động, sống trong một cái môi trường mà luôn luôn có khói thuốc, như là bố mẹ đều hút thuốc lá, thì cũng có nguy cơ rất là cao bị mắc tăng huyết áp, đúng không ạ? Đứa trẻ trong môi trường hút thuốc lá thụ động đó thì nó bị tất cả các cái biến chứng và nguy cơ của cao huyết áp nói chung, chứ không chỉ riêng cao huyết áp. Mà trong khi đó thì các bệnh về phổi là hay gặp nhất, các bệnh dị ứng hay gặp hơn cả. Thế rồi những cái bệnh về tim mạch, trong đó thì có cao huyết áp là những dễ bị mắc phải. Như vậy là đối với những gia đình mà có trẻ em thì tốt nhất là không nên hút thuốc lá khi mà có trẻ em ở đây, đúng không ạ? Vâng, đấy là lời khuyên không phải chỉ riêng các bác sĩ ở Việt Nam, mà tất cả trên thế giới họ đều muốn như vậy. Còn một cái đối tượng khác mà tôi nghĩ là cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi khói thuốc, đó là những người phụ nữ mang thai. Vậy thì nếu như phụ nữ mang thai mà hút thuốc, hoặc là sống trong một cái môi trường có nhiều thuốc lá, thì cái nguy cơ bị tăng huyết áp đối với thai nhi của họ như thế nào? Khi đứa trẻ được sinh ra rồi thì nếu trong môi trường có khói thuốc lá thì nó sẽ dễ dàng mắc tất cả những cái loại bệnh giống như đứa trẻ nằm trong bụng mẹ trong môi trường thuốc lá. Mặc dù là đứa trẻ sinh ra nó đã có một cơ thể hoàn chỉnh và nó có một hệ thống miễn nhiễm riêng, nhưng mà cái lúc bây giờ cái khả năng mà tự bảo vệ của cơ thể rất là thấp và rất nhỏ, cho nên cái nguy cơ nó vẫn rất lớn. Chưa kể là cái hệ thống mà hô hấp của đứa trẻ đó rất dễ bị những cái tổn thương. Và đặc biệt là khi đứa trẻ mà bị cao huyết áp, khi mà mới sơ sinh và cao huyết áp thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó thì nguyên nhân, một trong những nguyên nhân mà hay gặp ở trẻ sơ sinh và cao huyết áp là nó bị loạn sản các cái tế bào phổi và hệ thống hô hấp. Và những cái này nó gắn liền và liên quan nhiều đến các yếu tố thuốc lá và môi trường. Thưa bác sĩ, có một thực tế là những người ta bỏ thuốc, sau khi bỏ thuốc thì người ta thường tăng cân, và người ta lo lắng là cái việc tăng cân đấy nó ảnh hưởng đến cái bệnh tăng huyết áp của mình. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn là vì việc tăng cân sau khi bỏ thuốc và việc bỏ thuốc lá có làm tăng cái nguy cơ bị tăng huyết áp như là người ta lo lắng hay không ạ? Thì đúng là có rất nhiều người tăng cân. Thế nhưng mà người ta phải quên mất một điều là khi người ta bỏ thuốc ấy, thì người ta hay đánh đổi cái chuyện thèm nhớ thuốc bằng cách là hay ăn vặt. Rồi ăn kẹo, rồi nhai kẹo cao su, rồi hay là ăn gì đấy để người ta quên cái cảm giác thèm thuốc đi. Và chính cái yếu tố đó là yếu tố làm cho cái vấn đề tăng cân nó dễ xảy ra hơn, nhất là trong cái lứa tuổi của người ta dễ tăng cân. Cái thứ hai là những cái người mà bỏ thuốc mà trong cái chế độ sinh hoạt như vậy thì người ta đôi khi là do ăn vặt, kẹo, đồ ngọt nhiều, có thể đường máu tăng còn hơi tăng hơn một chút. Và chính cái đường máu tăng đó nó cũng góp phần làm cho cái vấn đề huyết áp nó cũng có những vấn đề dao động. Thế nhưng những cái người mà đã quyết tâm bỏ thuốc về vấn đề cao huyết áp thì hoàn toàn yên tâm trong cái chuyện bỏ thuốc của mình,
Bởi vì người ta đã làm những thống kê trên thế giới, thì nếu như mà những người mà không bỏ thuốc cao huyết áp và những người cao huyết áp mà bỏ thuốc ấy, thì sau đó người ta có thể tăng một chút trong vài 1-2 tháng đầu, và thậm chí có thể 1 năm đầu có thể tăng khoảng độ 2-5 cân. Đấy là tùy theo từng người, mà nói chung thì nó tăng vừa phải thôi. Và sau đó cái tăng cân đó nó sẽ dừng lại và nó không tăng nữa. Nhưng đặc biệt là huyết áp của họ sẽ ổn định, sẽ giảm đi rất nhanh. Trong khi những người kia thì huyết áp vẫn tiếp tục tăng lên, và cái nguy cơ của tăng huyết áp và biến chứng của cao huyết áp nó tiếp tục xảy ra. Vì vậy, cho nên những người cao huyết áp mà bỏ thuốc, nếu mà trong vài tháng đầu đã tăng cân, chỉ nên lưu ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt của mình, đặc biệt là chế độ ăn uống và tăng cái hoạt động thể lực và hoạt động ngoài trời, thì chúng tôi nghĩ là cái việc tăng cân cũng sẽ không nhiều và người ta cũng không phải băn khoăn nhiều về chuyện đó. Vâng. Như vậy là nếu mà so sánh thì cái lợi của việc bỏ thuốc vẫn hơn là việc chúng ta vẫn cứ duy trì thuốc. Đấy là điều chắc chắn. Vâng, cũng có rất là nhiều người người ta băn khoăn cái việc là bởi vì người ta hút thuốc trong một thời gian rất là dài rồi, hàng chục năm. Vậy thì bây giờ bỏ thuốc thì cái việc đấy nó có tác dụng gì đối với cái việc là đối với bệnh tăng huyết áp của họ hay không, thưa bác sĩ? Cái chuyện mà hút thuốc lâu thì tất nhiên là hút thuốc càng lâu thì cái tác động của thuốc lá lên huyết là tim mạch, vấn đề hô hấp, các bệnh về phổi mãn tính tất nhiên là sẽ nhiều hơn là những người mới hút thuốc. Và vậy cho nên khi bỏ thì người ta cũng có nhiều người băn khoăn là vậy tôi bỏ nó có chữa được cái cũ hay không, hay là nó vẫn thế, nó còn vẫn tiếp tục nặng lên thì tôi bỏ làm gì chẳng hạn. Đấy là một những lý do mà những người ta không muốn bỏ thuốc hoặc là người ta không bỏ được thuốc, người ta hay đưa ra để người ta cố gắng giữ lại ý kiến là gì. Vậy thì hút cũng thế mà không hút cũng vậy thì tại sao không hút? Thế nhưng mà theo chúng tôi nghĩ về vấn đề y tế thì những cái bệnh mãn tính ở phổi hoặc bệnh cao huyết áp hoặc cái bệnh về mạch máu, đặc biệt là những cái xơ vữa động mạch và những cái tổn thương mạch máu do cao huyết áp của người hút thuốc ấy, nó sẽ dừng lại và nó không tiến triển tiếp tục hoặc là không tiến triển nhanh như khi người ta hút thuốc nữa. Tất nhiên theo tuổi thì nó vẫn có thể vẫn nặng lên một chút, thế nhưng mà những cái đó thì nó sẽ đỡ hơn rất nhiều nếu người ta vẫn tiếp tục hút thuốc. Chính như vậy cho nên là cái bỏ bao giờ có lợi hơn rất nhiều những người không bỏ. Chưa kể là nếu mà anh bỏ được thuốc thì anh không những có lợi cho bản thân cá nhân anh mà có lợi cho cả cộng đồng và những người xung quanh mình nữa. Cho nên là quan điểm về phía y tế thì chúng tôi nghĩ rằng bỏ bao giờ cũng hơn. Vâng, rồi xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, rõ ràng thuốc lá vẫn luôn là một yếu tố nguy cơ cao đối với sức khỏe của con người, đặc biệt là với những người mắc các bệnh mãn tính. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là bỏ thuốc sẽ mang lại những hiệu quả tích cực với những người bệnh. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi chia sẻ câu chuyện của một nhân vật đã quyết tâm cai thuốc để phòng bệnh khi bản thân đang có yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh tăng huyết áp. Tôi bị bệnh tiểu đường và đi sinh hoạt các câu lạc bộ thì các bác sĩ người ta cũng khuyên bị tiểu đường. Người ta nói là tiểu đường với bệnh tăng huyết áp là đôi anh em sinh đôi. Kể từ khi biết mối quan hệ nguy hiểm giữa hai căn bệnh mãn tính là đái tháo đường và tăng huyết áp, ông Ánh đã cố gắng duy trì lối sống và ăn uống khoa học nhất. Chỉ duy có một thói quen xấu mà ông chưa từ bỏ được, đó là hút thuốc lá. Trước đây tôi nghiện thì đã nghiện thuốc lá, thực ra rất khó mình làm chủ hút lúc nào, hút bao nhiêu điếu. Nhưng chỉ biết là không ngày nào dưới một bao. Và có những ngày phải mua bao rưỡi, ngày mất bao rưỡi và hai bao thuốc lá. Đặc biệt là lúc đọc sách và viết về đêm một mình. Hay là những lúc mà chơi những cái trò giải trí căng thẳng như đánh bài, đánh cờ với bạn bè thì thuốc lá cứ điếu nối điếu liên tục cũng không tính được. Đã thực hiện thành công từ việc luyện tập đến việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý nên ông quyết tâm sẽ hoàn thành phần thử thách cuối cùng là cai thuốc lá. Đã hút thuốc hàng chục năm, để từ bỏ hoàn toàn thuốc lá với ông thực sự là một khó khăn lớn. Yêu thích văn thơ nên vẫn ngày ngày ông ngồi đọc sách và viết lách. Khi ấy, thuốc lá như giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Đúng là khi mà ngồi đọc sách hay viết, không hút thuốc lá nó uể oải lắm. Thì đúng phải dừng lại và vươn vai và hít sâu, thở sâu rất nhiều lần. Hình như để bổ sung cái dưỡng khí cho mình. Không có nó thì rất uể oải thì... Tôi phải thở sâu, hít sâu một phần để rồi cố gắng tập trung tư tưởng được. Nhưng nó cũng không dễ gì quen đâu. Độ phải nửa tháng đến 3 tuần thì
mới có thể có sức tập trung khi thiếu thuốc lá. Trong cuộc chiến với thuốc lá, bà xã của ông cũng là người đồng hành và hỗ trợ rất nhiều. Không chỉ khích lệ động viên mà còn giúp đỡ ông bằng những hành động thiết thực khác. Cho ông để ông uống, ông đỡ thèm thuốc lá. Từ thói quen hút hơn một bao thuốc, rồi còn vài điếu một ngày, và đến giờ trong nhà ông đã không còn những chiếc cạp tàn vương đầy khói thuốc. Đó là thành công trong cuộc chiến đấu không chỉ với thuốc lá mà còn trong cuộc chiến với bệnh tật của người giáo già này. Thưa quý vị, như bác sĩ Nguyễn Đạt Nguyên vừa chia sẻ thì nếu có thể bỏ thói quen hút thuốc của mình thì điều đó sẽ không chỉ giúp cho sức khỏe của quý vị mà còn giúp cho sức khỏe của con trẻ, của những người thân trong gia đình, giúp tránh xa các bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là bệnh tăng huyết áp. Và thông qua những chia sẻ trong chương trình hôm nay thì chúng tôi hy vọng đã có thể giúp cho quý vị thay đổi nhận thức của mình về khói thuốc, từ đó thay đổi một thói quen không tốt trong cuộc sống. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đạt Nguyên đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì những gợi ý sau đây của chúng tôi có thể giúp cho quý vị dần rời xa khói thuốc. Và ngoài kiến thức thì chắc chắn người bệnh sẽ cần tới sự giúp đỡ của người thân. Vì vậy hãy ở bên cạnh họ trong cuộc chiến chống thuốc lá và hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong những chương trình sắp tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau. Vứt bỏ những thứ có liên quan đến thuốc lá trong nhà như thuốc, cạt tàn, bật lửa. Đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng thời kỳ. Cai thuốc lá là một quá trình lâu dài, vì vậy không thể ngày 1, ngày 2 mà dễ dàng từ bỏ, nên đặt ra mục tiêu giảm số lượng thuốc từ từ để dễ thực hiện hơn. Hít thở sâu, đây là một kỹ thuật quan trọng nhất để bỏ thuốc lá. Nó không chỉ giúp vượt qua cơn thèm thuốc mà còn giúp đánh bại sự căng thẳng, là nguyên nhân lớn để bắt đầu việc hút thuốc trở lại. Đánh răng thường xuyên, việc này sẽ giúp bạn giảm ham muốn hút thuốc bởi nó có thể tạm thời xua tan đi mùi khói thuốc ám ảnh trong miệng. Tham gia các hoạt động thể chất. Hoạt động thể chất sẽ khiến bạn phân tâm và không còn để ý đến cơn thèm thuốc lá. Thêm vào đó, nó còn kích thích não bộ và cơ thể sản sinh ra các chất morphine nội sinh giúp bạn thoải mái hơn, giải tỏa căng thẳng. Ăn kẹo cao su hoặc một món ăn gì khác cho đến khi cơn thèm thuốc qua đi, có thể lựa chọn các loại thực phẩm ít đường hoặc không đường để tránh tăng cân. Nhờ tới sự giúp đỡ của người thân và bạn bè, hãy thông báo việc bạn muốn từ bỏ thuốc lá cho những người bạn thân của bạn và nhờ sự trợ giúp của họ khi bạn trong giai đoạn khó khăn. Sự lựa chọn tốt nhất là một người bạn đã từng hút thuốc và bỏ thuốc thành công. Ích Nhân chiết xuất địa long và thảo dược giúp ổn định huyết áp, phòng ngừa tai biến.